không phá rừng ồ ạt. Thỉnh thoảng, người dân lại vào rừng chặt một cây lấy gỗ. Đây là thực trạng đang diễn ra ở Quảng Trị. Đây là cây gỗ bàng thuộc gỗ nhóm 8, bị các đối tượng lâm tặc phá từ khoảng đầu tháng 2. Vấn đề đáng nói ở đây thì các phương thức mới của các đối tượng lâm tặc là cắt từng cây và cách nhau từ 300 mét đến 500 mét là cắt một cây. Nhiều tháng qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có trên 100 cây rừng gỗ từ nhóm 3 đến nhóm 8 bị đốn hạ. Với một cái máy cưa như thế này, các đối tượng phá rừng thường lợi dụng nhiều thời điểm khác nhau, len lỏi vào trong rừng sâu để chặt cây rừng. Rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc bảo vệ rừng. Đơn cử như ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải được giao quản lý trên 21.000 hectare rừng, biên chế chỉ có 16 người. Mỗi nhân viên của ban quản lý đến 1.200 hectare rừng. Do thiên tai lũ lụt nên đã gây sạt lở hầu hết các tuyến đường ra vào rừng, nên anh em trong quá trình đi tuần rừng thì chủ yếu là đi bộ. Vì một lần đi thì phải 2-3 ngày ở trong rừng nên cũng là rất là khó khăn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã phát hiện bắt giữ 3 vụ phá và khai thác trái phép rừng. Vấn đề đang nói, số gỗ người dân khai thác đa phần là không có giá trị. Tuy nhiên, đã làm nguy hại đến rừng tự nhiên. Ngành đã chỉ đạo chủ kiểm lâm tăng cường cái lực lượng kiểm lâm từ các cái vùng đồng bằng để tăng cường cho các cái huyện mà có cái diện tích rừng tự nhiên nhiều, lập thêm các cái chốt bảo vệ rừng cũng như phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường các cái chốt liên ngành tại các cái điểm trọng yếu, đặc biệt là chốt tại các cái cửa vào rừng để phải với cái phương châm là phải bảo vệ rừng tại gốc. Ngoài các giải pháp về phòng chống, tỉnh Quảng Trị cần có chính sách hỗ trợ về sinh kế cho người dân sống gần rừng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần phối hợp đồng bộ hơn, tránh xảy ra điểm nóng về phá rừng, để giữ cho những cánh rừng tự nhiên luôn xanh tốt và phát triển bền vững.